Rồi sau khi mình đăng ký xong cái tên miền domain á, thì mình sẽ có được cái thông tin đăng nhập vô cái tên miền của mình đã đăng nhập thành công như sau đó, và đăng nhập được cái dấu hóa tên thành công như sau đây. Thì trước khi mình upload được cái website và tên hóa tên đó, thì mình phải tỏ cái tên miền đó về hóa tên. Thì mình sẽ vô cái trang quản trị domain nè, đây đó, domain đây, thì mình kiếm vô cái chỗ là cái hot a còng, hoặc là cái hot tên miền. Nếu một số cái là ở đây là tên miền, không phải chữ a còng, rồi loại e, rồi cái chỗ đây có thể ta để ip hoặc là để content, đây content mình sửa lại thành cái tên địa chỉ của mình, địa chỉ hot tên của mình. Địa chỉ hot tên của mình là địa chỉ nào mình gõ lại, mình gõ không có gõ http thì hết nha, gõ cho ip thôi là luôn đó, luôn ở đây là báo cập nhật thành công. Mình chờ khoảng 1-2 phút sau thì cái tên miền của mình đã được trở về hot tên. Chờ 2 phút sau nha, chờ 2 phút sau mình kiểm tra bằng cách gõ cái run cmd nè, là mình sẽ gõ bin ở tên miền của mình, bin cách ra tên miền của mình là tên miền gì mỹ phẩm nè, copy nó nha, rồi dán vô enter mình thấy trở về đúng cái địa chỉ hóa tên của mình 125.y là nghĩa là cái tên miền mình được trở về hóa tên. Test thêm cái nữa, ở đây đây gọi 2.444 nè, nó dẫn vô đúng cái này của mình, mà đăng nhập cái thông tin hóa tên vô đây luôn, rồi thông tin hóa tên vô đây luôn là ok, nghe ngờ được là thành công. Đó là cái bước này, là bước trỏ tên miền về hóa tên.